Cờ bạc, đặc biệt là cờ bạc trực tuyến ngày càng bùng nổ trên không gian mạng. Các đối tượng tổ chức cờ bạc có dấu hiệu lừa đảo tận dụng triệt để không gian mạng để lôi kéo người chơi và quảng bá các sản phẩm của mình. Thậm chí là trên một số mạng xã hội phổ biến như là Facebook hay là TikTok thì các đối tượng còn sử dụng những cô gái ăn mặc hở hang hoặc là khỏa thân để lôi kéo người tham gia đánh bạc trực tuyến. Hậu quả là có đến hàng ngàn người đã sập bẫy. Vậy làm thế nào để tách những người trót đam mê cờ bạc ra khỏi cám dỗ của trò đỏ đen? Ngoài nỗ lực triệt phá các đường dây cờ bạc từ lực lượng chức năng, thì theo tiến sĩ tâm lý học Ngô Xuân Điệp, nghiện cờ bạc cũng có thể xem là một chứng bệnh về tâm lý và phải có cách điều trị phù hợp. Vâng thưa ông, cờ bạc, đặc biệt là cờ bạc trực tuyến có dấu hiệu lừa đảo thì ngày càng bùng nổ trên mạng xã hội. Hậu quả thì có lẽ là tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà tại sao là những người mà đam mê cờ bạc người ta vẫn cứ lao vào ạ? Thực sự xét về góc độ tâm lý ấy, nó là một cái dạng cảm xúc. Bởi vì khi mà anh ở một cái trạng thái mất cân bằng, anh ở một cái trạng thái mà tâm lý nó không ổn, không bình an ấy, thì anh luôn luôn tìm một cái cảm giác nó lạ. Bởi vì chính cái cảm giác nó lạ, nó làm thay đổi cái cảm xúc của anh đi, thì nó tạo ra anh là nếu như bình thường trong cuộc sống ấy, anh cảm thấy rằng anh sẽ rất là buồn, rất là chán. Nhưng khi anh có một cái cảm xúc khác, đặc biệt là khi mà tham gia vào cờ bạc ấy, thì các cái cảm xúc nó kích thích, kích hoạt, nhiều khi anh nghiện cái cảm xúc đó luôn. Còn thực sự không nói về ai cũng biết rằng là chắc chắn là thua, chắc chắn là lỗ, nếu như xét về góc độ lý trí. Nhưng tại sao người ta vẫn nghiện cái đó? Có nghĩa là nghiện cái cảm xúc, họ cần cái cảm xúc đó để mà phủ đi những các cái trạng thái của họ. Vâng thưa ông có vừa nhắc tới một cái từ gọi là nghiện. Vậy thì những cái người mà cứ đam mê cờ bạc như này, họ có thể xem như là một chứng bệnh về tâm lý hay không ạ? Cờ bạc được xem là một dạng rối nhiễu tâm lý. Bởi vì cái rối nhiễu tâm lý được xem như này. Những các kế hoạch, các cái ý nghĩ, hành vi của mình ấy, nó không làm ảnh hưởng tới mình. Nếu nó gây cho mình những các cái xáo trộn một cách quá đáng, làm đảo lộn cái cuộc sống của mình, sinh hoạt của mình, thì đấy gọi là có những vấn đề. Nhưng người ta dừng lại ở góc độ là các cái rối nhiễu thôi. Thì các cái rối nhiễu này thì người ta cũng bắt đầu cho đi trị liệu, can thiệp được rồi. Các cái trị liệu tâm lý người ta cũng đã có những các hoạt động. Vậy thì có cái cách nào để giúp cái người nghiện cờ bạc có thể từ bỏ cờ bạc, cai được cờ bạc hay không? Chính cái người nghiện ấy, người ta cũng đã tự khuyên họ rồi. Người ta đã khuyên họ nhiều lần là không nên nghiện rượu, không nên nghiện thuốc, không nên nghiện cờ bạc. Họ khuyên họ nhiều hơn bất cứ ai khuyên họ, nhưng họ vẫn không làm được. Ở cái vấn đề là thực sự cái thế giới con người ta, cái sự điều khiển chính con người ta lại là cái vô thức. Cái vô thức không phải cái ý thức, khi mình khuyên là ý thức. Còn cái nghiện ấy, nó nằm ở phía dưới là cái tầng của cái vô thức. Mà vô thức nó chiếm đến 6-70% cái sự vận hành, cái đời sống tâm trí của con người. Nên rõ ràng nó nằm ở một cái nền tảng phía dưới ấy, là cụ thể xem là các cái tổn thương, những các cái vấn đề gì mà dẫn đến họ bị rơi vào tình trạng nghiện đó. Và theo cái giới tâm lý trị liệu của chúng tôi ấy, thì họ sẽ phải tiến hành gặp những các cái chuyên gia về mặt tâm lý trị liệu để người ta với góc độ lâm sàng trực tiếp ấy, người ta thăm khám, người ta tìm hiểu những các cái yếu tố quá khứ, các cái niềm tin cốt lõi của anh, rồi những các cái tiềm ẩn sâu về phần vô thức. Nếu tìm được ra, thể hiện được ra thì họ tạo ra sự cân bằng, thì các cái triệu chứng nó có thể hết. Nên cái việc cờ bạc cũng là một cái hiện tượng rối nhiễu tâm lý và cũng cần được hỗ trợ và can thiệp tâm lý. Vâng, xin cảm ơn ông.